Quê hàng hàng về chịu. Con chuột, chuột đen. Chuột đen anh em ơi, một thời gian dội nha, một thời gian bóng, bây giờ mình chơi đồ cổ. Trước toàn là ngàn ngàn mấy không à, giờ còn mấy triệu, bây giờ còn mười mấy triệu. Thôi quay theo thời gian, làm mưa làm gió cũng cả chục năm, năm hai cả ba bây giờ. Con chuột đen nha anh em. Gan màu đen, rồi những đó người ta thường gọi là gan mọi, nó đen giống như mắm mấy mọi chứ gan mọi. Rồi một thời đó không phải dễ mà có được, em ở đâu bây giờ em nó đã đi vào đi hỏi rồi không còn ngôi sao nữa. Trước em nói ngàn, ngàn ba, ngàn rưỡi, thời gian vàng TCG của 20 năm trước rồi thôi. Không có tiền chạy luôn. Giờ có điện rồi, chạy. Giờ có tiền thì em nói đã hết thời rồi. TCG C44 nha bà con, hàng này cũng hiếm. C44 mà để hoàn thành rồi nên là chơi cũng được. Khoái những cái xây nhỏ nhỏ thôi, coi cũng được, mấy cái xây bự mình xài cũng được, bán ra lại khó. Cho lá xây nó thấp, chưa có xây nhỏ thôi, đóng rác luôn. Bạn kỹ quá, quá ok, quá tốt, quá chuẩn, được thì mình chia sẻ thôi. Ai quá đẹp anh em ơi, tem
xuất Mỹ còn nha, hàng xuất nhập Mỹ. Ok, đó. Một thời ra vang bóng ngàn mấy á, rồi ngang cái cài đó, cái cài đó mình lên chương trình đó coi. Cái gì đây, mở tỷ số, trời ơi quá đẹp, sợ nó là bự là 50 50 50 lẻ 5 51, ngang như là 51 lên thì ok rồi, lên thì 44 chuẩn luôn rồi, đẹp. Mình sẽ cho em nó làm ngôi sao trở lại. Này là mấy anh em bây giờ chê hết rồi. Bây giờ mấy anh em bây giờ mấy cái cây này mình đổ mình chạy chơi thì cũng còn đẹp lắm. Chê còn ok lắm bà con ơi, còn lịch sử lịch sản. Sau anh em sẽ gặp lại em đó. Rồi, xin chào.